Chào tất cả các bạn, mình là Huy, nhân viên kinh doanh của Shop Rượu 247. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn thông tin cơ bản về sản phẩm rượu vang. Các bạn quan tâm đến các sản phẩm rượu vang, vui lòng comment phía bên dưới sản phẩm bạn muốn biết. Chúng tôi sẽ làm các video cho những sản phẩm mà bạn yêu cầu. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật thông tin các video sản phẩm mới nhất. Hôm nay mình xin giới thiệu sản phẩm rượu vang Chile Casa Donoso Gran Dì Dập Cabernet Sauvignon. Đây là chai rượu vang ngon đặc sắc của Chile. Chai rượu vang này được làm từ giống nho nổi tiếng Cabernet Sauvignon. Đây là giống nho được coi là vua của các giống nho đỏ bởi sự thích ứng với điều kiện thời tiết khác nhau. Là giống nho có tiềm năng đem lại hương vị phức hợp và đặc trưng của rượu vang. Chai rượu vang Chile này có thuộc cấp độ Gran Dì Dập, có nồng độ cồn là 13,5 độ, dung tích 750ml và được sản xuất năm 2017. Rượu được ngâm ủ trong vòng tám đến 12 tháng trong thùng gỗ sồi và được đem đóng chai và trước khi đem rượu được ngâm ủ trong thùng gỗ sồi Pháp trong vòng 12 tháng, sau đó mới được đem ra thị trường và tiêu thụ. Chúng ta hãy cùng thử thưởng thức chất lượng của chai rượu này. Qua quan sát thì rượu có màu ruby đậm mạnh mẽ. Hương thơm đặc trưng của dâu đen và mận. Còn có hương thơm của các loại trái cây tươi và chín như anh đào. Và còn có thoảng chút hương gỗ sồi. Cảm nhận đầu tiên đó là hương vị trái cây rất là nổi bật. Rượu có cấu trúc tannin mượt mà, độ axit cân bằng, mang lại sự dễ chịu và có dư vị rất là bền bỉ, khó quên. Rượu vang Casa Donoso Gran Dì Dập Cabernet Sauvignon được khuyến khích sử dụng với các món ăn như thịt đỏ, thịt hầm và các món ăn từ format. Rượu là từ 16 đến 20 độ. Khoa học đã chứng minh rằng sử dụng rượu vang với liều lượng vừa đủ hàng ngày có thể nói có rất nhiều tác dụng với sức khỏe. Có thể kể đến một số tác dụng như tăng cường sức khỏe tim mạch, tăng cường khả năng chống ung thư, cải thiện hệ tiêu hóa, giúp da đẹp hơn, chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Xin cảm ơn Shop Rượu 247 đã giúp đỡ để bố trí địa điểm và tài trợ các sản phẩm để thực hiện video này. Các bạn quan tâm đến các sản phẩm rượu vang, vui lòng qua Shop Rượu 247 có địa chỉ tại 134 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội để có thể xem tận nơi và mua các sản phẩm rượu vang này. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.